cho Lương ăn nha các bạn. Cho nó ăn chuồng quế đông lạnh nha. Chuồng quế đông lạnh đông đá nha, này mình dục vô cho nó ăn. Tính như đá vậy, chuồng nước đá đó. Bây giờ nó nút từ từ các bạn. Nghe mùi nó chạy lên rồi đó. Này cho ăn chùm trùng này dặm thêm nha các bạn ơi. Dặm thêm cho nó ăn cử. Còn một chiều thì cho nó ăn cám các bạn. Viên 0.3 ly vậy. Chuồng quế này thì lên nó phái đó. Có người thì cho ăn liên tục chuồng quế không rồi các bạn. Nhưng mà chuồng quế này thì ví dụ mình cho nó ăn thì đừng có cho ăn nhiều cử quá nha, cho ăn 2 cử đổ lại thôi, chứ đừng cho ăn tới 3 cử. 3 cử là con Lương mình nó bạo phát bạo tạc nha các bạn, dễ bệnh lắm. Tại vì chuồng quế này là nhiều khi mình chặt ra chứ mình thấy sình đất rồi cục phân gì trong đó luôn các bạn ơi, con bò nó dơ lắm, nó có sạch. Thì vậy mà mình cho nó ăn rồi là rất chiều đó, mình phải trộn men rồi vô cái cám viên á. Hoặc là 7 ngày mình sổ lãi cho nó một lần. Em ở đây em nuôi Lương là 1 tháng mình sổ lãi 4 lần nha các bạn. Tháng sổ lãi 4 lần á. Ai nói gì nói kệ người ta, nhưng mà mình nuôi thì mình rút kinh nghiệm mình nên mình làm nên mình thôi. Cứ 1 tuần là sổ lãi 1 lần. Có người thì 1 tháng, người nói sổ lãi nhiều quá hư đường ruột. Không phải các bạn. Sổ lãi rồi mình xong thì mình trộn men rồi vô cho nó, đặng mình tăng cái vi sinh vật có lợi cho nó. Chứ không phải mà mình sổ lãi rồi mình bỏ luôn ha. Sổ lãi rồi là mình phải cung cấp cái men cho nó để cho nó cái đường ruột nó tốt lên. Mấy con này bữa nay nó đi xuống đó, nó không lên à. Kệ nó đi. Con nào ăn được ăn, ăn được chiều ăn, chiều nó gom lên á các bạn. Các bạn thấy cái dũng nó ăn, cái dũng nước nó ra màu nâu nâu không? Nó ăn rồi là mình khoảng tiếng hồi sau là mình phải thay nha, thay nước đục bỏ hết, không để nó được. Thì cho ăn chuồng quế thì nó nhanh lớn hơn cám viên lắm. Có người thì cho ăn 2 cử thức ăn với 1 cử trưa như là chuồng thì con Lương nó không tiêu đâu các bạn ơi,
con lươn là cho ăn theo lẽ đúng luôn á, là cho ăn ngại cử cũng được, cũng không có bệnh hoạn gì, nó khỏe con lươn, ăn rồi qua bữa sau ăn cũng được. Còn người ta thúc thì người ta nuôi 9-10 tháng người ta bán, không 9-10 tháng người ta bán, còn cái người mà người ta không thúc á là người ta nuôi khoảng 11-12 tháng thì người ta bán, 11-12 tháng người ta bán, nhưng mà đảm bảo đầu con nó còn nhiều. Còn nuôi mà mình thúc quá là nó ấy hết trơn à. Nó dễ sinh chuyện này chuyện nọ lắm, tới công chuyện đó. Rồi lên đây cho mấy cái con lươn nhỏ này nó ăn, bữa ra nghỉ được rồi. Rồi vậy là xong đó, nó lên cũng muốn hết rồi, nó còn mấy con đó, nó lên muốn hết rồi đó, lên thì ta ăn cũng muốn hết luôn. Nghỉ lên cho nó thêm cục nữa đi, để nó lên nữa không có gì nó ăn. Cho nó thêm cục đi. Rồi, cho nó lên nhỏ nữa ăn. Đây, chạy rớt cái bọc. Lương này mình chặt lòng nha các bạn, nó nhỏ hơn. Lương này thì cho nó ăn hai cử trùng quế luôn nè. Rồi 7 ngày mình mới chọn thức ăn, chọn thức ăn cái ngày chủ nhật á, ngày chủ nhật á mình mới chọn thức ăn, chọn thức ăn nguyên ngày luôn nha. Ngày sáng mình chọn chọn mà hai đá lên đó là cái diệt ký sinh trùng đó của hãng Ba Dơ đó. Xong là chiều mình trộn men cho nó, tối mình phải cho nó ăn, là mình trộn men cho nó, trộn men cho nó. Rồi bữa thứ hai mình nhắn trộn men, tức là trộn men 2 ngày, chiều chủ nhật với thứ hai, 2 ngày bắt đầu quay lại thì các anh trùng liên tục tiếp, nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó các bạn. Rồi tới thứ chủ nhật thì sổ lại vậy đó, mình dễ nhớ như bài nào cũng vậy, tới chủ nhật là sổ lại, chủ nhật sổ lại khỏe dễ nhớ, khỏi có ghi ngày gì trơn á. Có anh em thì nửa tháng, có người thì tháng, anh em thì vậy đó, em mà tới chủ nhật là sổ lại thôi vậy thôi. Rồi để đó cho anh đi. Rồi, xong rồi đó. Rồi chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.